Hello, hello, em Thịnh Bến Tre đây. Đây chào bà con. Sáng nay ngày Chủ nhật khách đông anh em ha. Khách vô chốt lượt 3 chiếc luôn. Xì bắt với E10 này. E10 này mới hôm qua mình chưa kịp quay YouTube nữa nè. Innova. Innova này thì mình cũng 2-3 mẫu anh em ha. E10 này là bản đủ nút đề, vô lăng thích hợp nè. Đó, giờ ghế rất là đẹp. Xe này thì mình bán 248, mình còn xe màu trắng đẹp hơn thì bán 255. Thì xe này mình chưa kịp quay YouTube luôn rồi, khách ủng hộ rồi. Quá chất lượng luôn. Bên mình thì còn rất là nhiều dòng xe E10 vẫn đủ này và E10 con cóc, anh em cứ qua lựa thoải mái ha. Atis, Cbus, Innova, Innova, Civic, City, Crew trong nữa nè, nhiều lắm anh em. Khách đang chốt làm giấy tờ ở trong, khách đang chốt làm giấy tờ ha. Nhưng mà rất là nhiều xe, anh em mình cứ qua đi, anh em qua lái, qua chạy thử, qua lái thử, chạy thử với em Thịnh ha. Mấy cái đồ phụ tùng này mà đặt cho khách nè, khi mà khách mà mua xe về anh em là giống như bị thiếu cái gì á, anh em mà có nhu cầu đặt thì cứ liên hệ em, đặt giùm cho anh em mình những cái mấy cái phụt nè, phụt để anh em mình mua tầm khoảng dụ nha, ví dụ 2 triệu thì em mua tầm khoảng 1 triệu 3 triệu 4, nó rẻ hơn nhiều ha. Như mấy cái taxi này có ít tiền, nó có 100-200 ngàn hay gì đó. Nhiều lắm, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình. Innova này cũng khách qua chốt nè, rồi mấy cái taxi tay nẹp cửa nè mất nè, mình mua đặt cho anh nè. Innova này bán nhiêu, có 200-300 vậy đó. Xe này cọc bữa giờ này khách qua lấy luôn. Bên mình thì rất là nhiều xe anh chị. Hiện tại bên mình thì chuẩn bị triển khai một cái salon mới nữa, sức chứa ô tô rất là đông để phục vụ bà con đó. Cbus này hôm qua quay bán 55 triệu nè, bán rẻ, bán xả cho anh em mình về chạy vòng chơi á. Anh em muốn dọn thì dọn, còn không để về luôn cũng được. Thì khách này sáng nay cũng mới chốt cọc luôn rồi. Trong thì xe nhiều lắm anh em. Anh em thấy không? Genesis nè, Suzuki nè, Cbus nè, Cat nè, Vios nè, Morning, E10, Innova, Vios. Thì đời cao đời ấp gì nhiều lắm. Nói chung là anh em cứ qua nhấc máy alo em Thịnh mình 0866678971, 0834333371 thì nhân viên mình sẽ tư vấn và sẽ giải đáp những thắc mắc yêu cầu của anh em mình. Và anh em nào mà đặc biệt có xe bán